Anh em muốn lắp cái thùng đựng đồ cho cái xe tiếp quan này thì đầu tiên mình phải gỡ cái cục này ra nha. Hai tay mình đụng vậy nè, nhấc nó lên. Và ở bên đây thì nó có một cái móc nè, anh em cũng lấy cái vít mình mở nó ra. Lắp này ra luôn. Cái thùng của mình ở đây nó có cái khớp nè, anh em sẽ ghim vô cái lỗ này trước nha. Từ từ mình nhấc cái thùng vô luôn. Mở nắp ra. Ở trong nó có cái ruột nè anh em, lấy nó ra luôn nha. Lấy hai con lục giác. Ngoài xi cứng lại. Thì bắt bốn con ốc xong thì mình mới có kinh nghiệm là anh em làm đó. Đầu tiên mình bắt trước hai con ốc ở đây đi. Xong rồi mình mới lòn ra sau, mình bắt hai con ốc còn lại là ok ha. Cái nắp CB của chiếc xe nè, mình cứ lắp ở trong cái thùng luôn. Xong rồi anh em cứ bỏ cái ruột vô. Để lại. Đây thì nó sử dụng cái khóa số nè, anh em xài xong đó mình cứ khóa lại là chắc cú. Và tổng thể chiếc xe của mình nè, lên full phụ kiện thì anh em nhìn thấy cũng rất là ngầu luôn ha.